cụ thọ thiện hiện bạch phật bạch thế tôn có phải do hữu sở đắc nên vô sở đắc hay là do vô sở đắc nên vô sở đắc phật dạy này Thiện Hiện chẳng phải do hữu sở đắc nên vô sở đắc, cũng chẳng phải do vô sở đắc nên vô sở đắc, nhưng tánh hữu sở đắc và vô sở đắc bình đẳng nên gọi là vô sở đắc. Như vậy Thiện Hiện Đại Bồ Tát đối với tánh bình đẳng của hữu sở đắc và vô sở đắc phải siêng năng tu học. Này Thiện Hiện Đại Bồ Tát khi học như thế thì gọi là học nghĩa vô sở đắc của Bát Nhã Ba La Mật Đa, xa lìa các lầm lỗi. Cụ thọ thiện hiện Bạch Phật, Bạch Thế Tôn, Đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa, chẳng chớp trước, trước hữu sở đắc, chẳng chớp trước, trước vô sở đắc, là Đại Bồ Tát tu hành bát nhã ba la mật đa. Thì tại sao từ bậc này đến bậc khác dần dần viên mãn, hoặc không từ bậc này đến bậc khác dần dần viên mãn, làm sao để đắc sở cầu là quả vị giác ngộ cao tột? Phật dạy này thiện hiện đại bồ tát khi hành bát nhã ba la mật đa chẳng phải trụ trong hữu sở đắc mà tu hành bát nhã ba la mật đa để có thể từ bậc này đến bậc khác dần dần viên mãn chứng đắc quả vị giác ngộ cao tội cũng chẳng phải trụ trong vô sở đắc mà tu hành bát nhã ba la mật đa để có thể từ bậc này đến bậc khác dần dần viên mãn chứng đắc quả vị giác ngộ cao tội vì sao? Này thiện hiện vì bát nhã ba la mật đa vô sở đắc, quả vị giác ngộ cao tột vô sở đắc, vì người hành bát nhã ba la mật đa, chỗ hành khi hành vô sở đắc, pháp vô sở đắc này cũng vô sở đắc này thiện hiện đại Bồ Tát phải nên tu hành bát nhã ba la mật đa như thế cụ thọ thiện hiện bạch Phật bạch Thế Tôn nếu bát nhã ba la mật đa chẳng thể nắm bắt được quả vị giác ngộ cao tột chẳng thể nắm bắt được người hành bát nhã ba la mật đa chỗ hành khi hành cũng chẳng thể nắm bắt được thì tại sao đại Bồ Tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa đối với tất cả pháp thường ưa chọn lựa đây là sắc đây là thọ tưởng hành thức đây là nhãn xứ, đây là nhĩ tĩ thể thân ý xứ, đây là sắc xứ, đây là thanh hương vị xúc pháp xứ, đây là nhãn giới, đây là nhĩ tĩ thể thân ý giới, đây là sắc giới, đây là thanh hương vị xúc pháp giới, đây là nhãn thức giới, đây là nhĩ tĩ thể thân ý thức giới, đây là nhãn xúc, đây là nhĩ tĩ thể thân ý xúc. Đây là các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, đây là các thọ do nhĩ tĩ thể thân ý xúc làm duyên sanh ra đây là địa giới, đây là thủy hỏa phong không thức giới, đây là vô minh, đây là hành thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão, tử, sầu, than khổ, yêu não, đây là bố thí, ba la, mật đa, đây là tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la, mật đa, đây là pháp không nội, đây là pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt pháp không không biên giới pháp không tản mạn pháp không không đổi khác pháp không bản tánh pháp không tự tướng pháp không cộng tướng pháp không tất cả pháp pháp không chẳng thể nắm bắt được pháp không không tánh pháp không tự tánh pháp không không tánh tự tánh